Ây da, chúng ta đến với một cái giống kiểu một cái thị trấn nhỏ ha. Vừa rồi tôi đang nhìn thấy người lái đò chèo cái đò với chiếc thìa đậu phụ lớn. Tôi đã đứng đây từ khi nào vậy? À chết, quên. Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ đến với chương 3 của Áo Cưới Giấy nha. Ok, chương 3 chúng ta sẽ đến với một cái thị trấn nhỏ. Tiếp tục tìm kiếm Đỗ Ngôn Tả. Ok, Liễu Phong Trạch thì phát hiện trên tay đang cầm một cái túi nhựa chứa đầy đậu phụ. Ok, sau đó thì anh ném những cái miếng đậu phụ đấy xuống à? À sao? Những cái tòa nhà ở cái thị trấn này đều làm bằng giấy, dường như tôi đã đến một cái nơi sâu hơn ở thế giới âm dương. Chương thứ 3, ok. Thị trấn. Đây là một cái biển cảnh báo nhắc nhở những cái hành khách nếu mà có đi xe thì nhớ đội nón bảo hiểm mà. Ok. Bằng giấy hết mọi người ạ. Thì khéo. Mình đoán là cuối chương kiểu gì cũng có cái cảnh đốt đốt cả mấy cái tòa nhà cho mình xem. Dễ lắm. Không đóng cửa trong cái ngày lễ hội mà, nhưng mà hôm nay nó lại đóng cửa. Như thế thì làm sao chúng ta vào được? Nó đóng cửa vào những cái ngày hội lễ hội. Đây là một cái người bảo vệ cũng được làm bằng giấy. Anh ta đang nhìn cái gì trên tay vậy? Một chiếc điện thoại di động đúng không? Ê, đang đang xem cái người shipper đúng không? Để xem ở đây nó đang nghi mẹ gì. À, nó đang xem cái người shipper. Dường như là cái người shipper này đã bị ngã giữa đường, tai nạn. Ê, giống như kiểu là mấy cái meme ở trên mạng bên mình vậy. Còn mấy cái meme về shipper á, cái người shipper này vẫn còn 800 mét nữa nhưng mà không thể giao hàng. Ok, làm gì đây? Nó viết nếu mà mình muốn vào trong cái chùa này á thì mình cần phải có một chiếc vé giá hàng chục tỷ nhân dân tệ. Trời ơi, lạm phát quá. Cái tờ giấy ghi giá thì được dán ở dán như một cái miếng vá vậy. Chúng ta cần phải có hàng chục tỷ nhân dân tệ. Thế thì quá là lạm phát rồi. Đây đây đây. Shipper của chúng ta đây. Ê, nó bảo là còn 800 mét nữa mà shipper đang ở đây. Tức là khoảng cách từ đây đến đây là 800 mét à? Ảo ảo nhỉ. Ê, có phải là chúng ta cần phải điền như cái này á đúng không? Ê, chúng ta thử nhé. Xem nào. Trên này nó là cái này này. Đây thì nó là cái cây. Đây, người qua sông chỗ này. Mấy cái còn lại thì sao? Thế cái này kiểu mình cần phải hiểu một cái gì đó hay là kiểu chúng ta random không thôi? Để xem nào. Đấy, ba cái này nó đã cố định sẵn rồi này. Là tìm một cái điểm kiểu tương đồng nhỉ? Ở đây nó có cái kiểu đen đen này, kiểu mình ngã một cái vũng nước đúng không nhỉ? Cái này cũng có một cái tảng đá màu đen. Ở đây là một cái cây. Đây nó cũng có điểm tương đồng. Chắc là chúng ta cần tìm cùng màu sắc hay sao? Ủa đúng rồi này. Chúng ta lấy được một cái này là một cái cây đúng không? Cái này mình liên tưởng tới cái cây nến đó. Đây, cây nhang mọi người ạ. Ê, cái mắt này kiểu giống kiểu mắt Sharingan ấy mọi người. Đó là cái
cái quái gì vậy? Có vẻ đấy là một kiểu một cái con quái vật. E rằng ở đây nó không đơn giản, ở đây có thể nó có quỷ. Ok, nhưng mà hy vọng nó sẽ không làm hại đến mình. Đánh giá từ độ cao của bức tường, có lẽ nó cao 3 mét, cho dù có ma hay là cái bùa ngải gì, chúng ta không sợ để mà đối phó cái chuyện này. Ok, bây giờ trong tay mình không có bất kỳ cái thứ vũ khí tự vệ nào. Bây giờ kiếm chứ. Kiếm đi. Ủa cái gì vậy? Ê, mình bấm cây nhang là mình lấy được một cái sợi dây kim loại. À đây, mà khanh rồi. Ủa cái ông đạo sĩ cũng chạy đến đây luôn này. Là sao vậy? Số phận là vậy đấy các chàng trai trẻ ạ. Đừng lo lắng. Người nghèo có lòng từ bi nên cứu độ tất cả chúng sinh. Là sao? Có vẻ như là Mạc Khanh đã từng gặp cái lão đạo sĩ này. Mạc Khanh, anh đã bị lừa rồi. Cái tên đạo sĩ giả mạo đấy không phải là người sống đâu. Hắn chỉ là muốn thay muốn muốn chiếm lấy linh hồn của anh mà thôi. Tiểu tử, ngươi dám hủy hoại việc tốt của ta lần này. Lần này ta sẽ thả ngươi đi. Nhưng mà ngươi không an toàn khi mà gặp ta lần sau đâu. Ok. Đạo sĩ giả vội vàng rời đi mà không ngoảnh lại. Đạo sĩ này thật sự là một kẻ lừa đảo. Khi mà tôi kể cho anh ấy nghe về cái trải nghiệm bị ma dí vào năm ngoái, anh ấy thậm chí còn có thể đoán ra được chi tiết những cái cửa hàng ở trên phố. Tôi nghĩ lão ta là một chuyên gia thật sự. Mạc Khanh quả thực rất là ngây thơ. Ai cũng có thể dễ dàng bị hắn lừa gạt. Không biết anh ấy làm cách nào mà có thể đến được đây một cách thuận lợi. Mạc Khanh, anh phải cẩn thận hơn ở nơi như thế này. Anh sẽ không biết mình sẽ gặp phải những cái con ma nào đâu. Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh Liễu, nhờ có anh. Nếu không, khó có thể cứu được Đồng Đồng. Tôi sẽ bị mắc kẹt ở đây. Nhân tiện, lần trước tôi thực sự đã đi theo anh. Nhưng mà chúng ta dường như đã chia nhau ra. Ở đây dường như nó rất là kỳ lạ và rất khó để có thể đi cùng nhau được, nên chúng ta có thể khám phá cẩn thận một cách riêng biệt. Nhưng mà những lúc chúng ta sẽ gặp nhau, chúng ta có thể phá được bẫy, phá phá được ở những cái câu đố ở đây, có thể trao đổi thông tin cho nhau. Ok, được rồi, ở đây nó có rất là nhiều ổ khóa. Tôi có thể thử mở ổ khóa ở đây. Nhưng có một cái phải cần chìa khóa, nếu tình cờ tìm thấy, xin hãy mang nó qua. Nhiều ổ khóa như vậy, sợ đến đến sáng cũng không thể giải được. Tốt nhất là Mạc Khanh nên chạy vòng quanh để tìm kiếm. Ok. Sau khi dặn dò, Mạc Khanh chú ý an toàn, không được tin tưởng bất kỳ ai, hoặc là bất cứ thứ gì không phải là con người. Liễu Trạch thì quay người bỏ đi, bắt đầu tìm được thoát thân. Ok, mà Khanh thì đang giải cái này. Giải được thì giải thôi. À đây. Lấy được cái kéo ạ. Một cái này mở không? À đây, chúng ta móc vào cái này, móc ở đây nó chạy được. Cháy ạ. Chúng ta lấy được một cái chìa khóa xe. Chìa khóa xe đây xong. À, chìa khóa mở cái này ra đúng không? Ôi giời ơi, ôi giời ơi, cái gì đây? Nhiệm vụ chúng ta là sẽ cho cái xe đỏ này ra. Ok. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, cái này giải như thế nào bây giờ?
Ôi trời ơi, giải kiểu gì bây giờ đây? Ok. Đây. Sao nhỉ? Được rồi, gần gần xong rồi. Đây, đúng rồi. Chúng ta lấy được chiếc xe. Có xe free rồi. Ai đây? Chúng ta lấy được cái móc. Cái vòng. Ui. Rồi. Ủa, Mạc Khanh đâu rồi? Mạc Khanh thì không có ở đây. Anh ấy lại đi đâu rồi? Chờ chút. Tất cả ổ khóa đều được anh ấy mở rồi. Có vẻ như tôi đã đánh giá thấp anh ấy. Điều này thật sự ấn tượng. Đây rồi. À, thì ra đây là chìa khóa. Ok. Ngon. Ngôn 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 tả rồi. Là cô ấy đang cầm thứ gì trên tay? Một cốc cà phê sao? Quán này tên là Cà Phê Mạnh Bà. Chẳng lẽ nếu mà uống vào thì là quên hết đấy. Chiến thơ. Ngôn tả, đừng uống. Liễu Trạch lao tới, giật lấy ly cà phê. Ok. Có cốc cà phê rồi. Là anh sao? Anh làm gì ở đây vậy? Tại sao anh lại cướp ly cà phê của tôi? Cái thứ trong cốc cà phê này là nước mạnh bà. Và chính vì uống nó, em đã bị mất trí nhớ. Ê, cái gì đây? Ai vậy? Có chuyện gì xảy ra vậy? Có một hồn ma nữ khác đột nhiên xuất hiện. Hai người cảm giác nhìn cái hồn ma đấy bay ở góc phòng. Người người còn lại thì chậm rãi ngẩng đầu nhìn sang. Ô, kiều đồng, cuốn lên, khanh khanh, có những người khác đã ở đây rồi. Là sao? Một bóng dáng quen thuộc lo lắng chạy vào. Bật khanh đúng không? Biết ngay mà. Đồng đồng, đừng chạy lung tung nữa. Lỡ như lại bị tách ra thì sao? À, anh Liễu, đây là bạn gái của tôi, Đồng Đồng. Còn đây là bạn gái của anh đúng không? Đợi một chút. Đây là ai? Đây là cái anh mà anh đã thuê để mà lừa tôi sao? Để tôi kể cho mọi người nghe nhé. Đã lâu rồi tôi chưa nói chuyện trực tiếp với một người bình thường. Lại còn he he. Trời ạ. Không biết do đã lâu không nói chuyện với ai hay chỉ là phong cách vốn có của cô ấy. Mà nữ ma nữ tên là Đồng Đồng này nói về những cái trải nghiệm gần đây của mình. Đồng đồng hài quá mọi người ạ. Đi đến đâu cũng có sương mù, tôi không thể bắt máy, tôi tức giận đến mức ném điện thoại đi. Rồi tôi đã đến đây và rồi đột nhiên tôi nhìn thấy một cái mà nhìn thấy Mặc Khanh ngu ngốc của tôi. Trời ạ. Tôi gần như không hiểu rằng cô ấy đã phải chịu một cái loại ma thuật gì đó khiến mà cô ấy mất hồn đó mọi người ạ. Ok, khiến cho cái linh hồn dương bị rời khỏi cơ thể. Chẳng lẽ cô ấy phải chịu cái loại ma thuật tà ác này sao? Nếu vậy thì ai có thể làm điều đó chứ? Lại còn Mạc Lê. Chính là Mạc Lê mọi người ạ. À, cái mẻ Mạc Lê này á, cái bà Mạc Lê này á,
Đợt trước mình có nói chung là chửi bới một số câu. Ok, tí mình sẽ để cái link bài đấy cho mọi người nghe nhé. Là chuyện vậy đó, à nhân tiện, cô gái, cô cũng bị tách hồn khỏi thể xác đúng không? Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một con ma giống như tôi vậy. Âm hồn á, nó có nghĩa là gì? Đây là sao vậy? Cho dù tôi còn sống, nhưng mà linh hồn của tôi có thể rời khỏi cơ thể của mình, trở thành một cái linh hồn dương, cũng khá là thú vị. Cô thấy đấy, tôi đã học được cách trôi đi, lả lướt trên không. Chúng ta vẫn có thể sử dụng những cái thứ này, cái thứ được đốt cho mình. Nhưng đáng tiếc là quần áo mới sau khi mặc vào cũng không có ai nhìn vào. Ok, nói chung là người chơi nhìn là được rồi. Hãy ngừng nói về cái cô bạn trước mặt một chút. Hay nói với cô ấy rằng là tất cả những gì em thấy đều là sự thật. Cơ thể của em vẫn đang nằm trong bệnh viện và anh đến đây là để đưa em về. Tôi đã luôn nghĩ rằng mình đã chết nên được mời uống cà phê. Không hiểu sao tôi biết mình nên uống. Hãy quên thứ gì đó đi ngay, uống nó trong 7 ngày và mình sẽ được tự do. Là ok, kiểu là được mời gọi uống á. Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ uống cà phê. Chẳng lẽ là bởi vì mình đã làm dương hồn được 1 năm nên ma lực càng mạnh, nên cái loại cà phê kỳ lạ này cũng không có quyền không không thể quyến rũ được mình á. Tôi đã choáng váng kể từ khi đến đây và dường như tôi đã tỉnh táo hơn khi nhìn thấy liễu trái. Bây giờ đã gặp được anh, tôi có cảm giác như kiểu vừa mới tỉnh dậy sau một cái giấc mơ lớn, không có cảm giác nào cả. Anh nói rằng là dương khí với âm khí có thể sẽ ảnh hưởng lẫn nhau và vân vân, nhưng mà tôi cũng không thể nhớ chính xác như thế nào. Có lẽ có một cái lý do nào khác cho việc này. Ngôn tả thì dễ dàng chấp nhận những gì cả hai người đang nói. Ok, có phải là vì họ trông vô hại không? Nếu mà em tỉnh dậy thì hãy quay lại với anh, sẽ không sao đâu. Nếu mà em vẫn có thể nghĩ đến anh ngay bây giờ, ngay cả khi em đã bình phục, điều quan trọng hơn là em phải sống sót. Chúng ta có thể bắt đầu tìm hiểu nhau lần nữa. Tức là kiểu Liễu Trạch cho rằng là chấp chấp nhận cái việc mất trí nhớ của ngôn tả. Nếu mà mất trí nhớ thì có thể làm lại từ đầu cũng được. Miễn sao là ngôn tả vẫn bình phục bình an là được. Tôi vẫn còn rất là nhiều nghi ngờ. Tại sao tôi uống cà phê nhưng tôi lại quên anh trước? Có lẽ chỉ là trùng hợp. Chúng ta cùng đến chùa Địa Tạng Bồ Tát để mà nói chuyện, nơi mà chúng ta có thể chứng minh được điều anh nói là đúng hay sai. Có chuyện gì thế? Tôi cảm thấy chóng mặt. Liễu Trạch à, sao anh không đuổi theo? Tôi vẫn chưa tìm được đường vào chùa. Có lẽ cô ấy có thể vào bằng đường khác. Nhưng mà không sao, đừng lo lắng cho chúng tôi. Cô có thể quay lại với chỗ của cô, chúng ta sẽ ổn thôi. Thật sự tôi không biết cách rời đi. Và chúng ta sẽ không thể để cho anh ở một mình được. Chúng ta cùng cùng nhau tìm ra giải pháp. Đúng vậy, chúng ta thật là tuyệt vời. Chúng ta sẽ tìm tìm được đủ thứ kỳ lạ và những cái địa điểm kỳ lạ. Chúng ta chắc chắn sẽ có thể giúp cho chúng ta thoát ra khỏi đây. Ok, kiểu đồng kiểu lạc quan ấy. Ok, lạc quan, lúc nào cũng kiểu tươi cười hết á. Cảm ơn cô rất nhiều. Tôi sẽ nghe theo lời mọi người. Ok, nhân tiện anh có biết cái gã mà băng dính ở miệng này là ai không? Tôi đã gặp họ nhiều lần nhưng mà họ chưa bao giờ nói chuyện với tôi. Thì bịt miệng này rồi thì làm sao nó nói chuyện được, trời ạ. Cái kiểu kiểu đồng vô tri mọi người, vô tri kiểu gì á. Cái từ bát bất lang này này nó có nghĩa là cái đồ vô dụng thôi mọi người ạ. Tôi không biết anh ta là người hay ma. Trong cái lời tiên đoán không có chữ nào nói rằng là anh ta muốn giao dịch với chúng ta cả. Nhưng mà anh ta chỉ trao đổi một số thứ bình thường và không có gì kỳ lạ xảy ra. Lời tiên đoán, anh đang nói về cái loại sách cổ đấy à? Anh biết nó ở đâu vậy? Anh có nó không? Anh Liễu, anh thật sự có cái cuốn sách tương tự đấy à? Tôi tìm nó ở một cái ngôi làng.
có cái ngôi đền thờ những cái thứ không sạch sẽ. Thế Hồi có vẻ cái nơi mà khanh thờ cũng cùng nơi với cả liễu liễu trạch thờ á. Chả trách có thể đi qua một số nơi như thế này mà không gặp trở ngại gì. Cuốn sách này quả thực khá là thần kỳ. Hay so sánh cái điểm tương đồng và khác biệt giữa hai cuốn sách, chúng ta có thể tìm manh mối từ đó. Người bạn gái của tôi đã ném nó xuống sông. Cái miếng ngọc mà người bà đấy nói trong cuốn sách đó rất là tà ác, đã bảo là đừng có dùng rồi mà không nghe, đúng là cái đồ ngốc. Chưa nãy à. Ok, đồ ngốc, trời ơi, cô te dậy. Ê, kiểu ý là cái phần 7 này á, cảm giác kiểu đồng kiểu make up đậm lên á, có vẻ người lớn hơn nhưng mà thân hình vẫn rất là trẻ con. Họ thực sự đã vứt nó đi sao? Tức là vứt cái cuốn sách đi rồi á. Đánh giá từ chi tiết biểu cảm của họ, có vẻ họ không nói dối. Việc vứt bỏ một cái thứ quan trọng như là cái lời tiên đoán này, có vẻ như là khá là tùy tiện, đúng là lãng phí à. Nhưng cái manh mối mà chúng ta tìm thấy được từ những cái giao dịch của cái kẻ mấy cái kẻ bất tài, kẻ lang băm này, hóa ra là do Mặc Khanh giao dịch với họ, có thể coi là một cái bí ẩn đã được giải đáp. Tôi đồng ý với cách tiếp cận của Mặc Khanh, dù cuốn sách này có đặc biệt thì nó cũng chỉ là một cái thứ công cụ mà thôi. Và anh ấy cũng đang cố gắng cứu cô, vì vậy hãy chấp nhận rủi ro. Ok. Liễu Trạch và Mặc Khanh đang dỗ dành Kiều Đồng khi mà cô ấy đang tức giận. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ tìm kiếm ở trong cái chỗ này. Hai người này đã lâu không gặp, điều này cũng dễ hiểu thôi, tốt nhất là đừng nên làm phiền họ. Ok. Có gì không? Điện thoại này. Đây là cái loại cà phê khiến cho mình quên đi mọi thứ. Cô ấy đã uống loại cà phê này sao? Đây là loại cà phê đến từ địa ngục. Nó sẽ làm rực cháy khiến cho mình quên đi mọi thứ. Ok. Cái mặt sau thì bị hư, mình không dịch được. Cái cuốn sách. Đây là có phải phần sau của cái cuốn sách không được hoàn chỉnh về những cái kẻ lang băm mà tôi đọc ở trên quầy báo không? Trang này rõ ràng không phải là từ cùng một cuốn sách, tại sao nó lại được đưa vào đây? Trang đầu này nói về việc là chúng ta giao dịch những cái cuốn sách giả. Cái trang thứ hai này thì lại là giao dịch cái thuốc trường sinh. Nếu mà chúng ta sử dụng cái loại thuốc đấy thì bệnh tật chữa khỏi. Ok. Có nhiều những cái ý kiến trái chiều về cái nguồn gốc của những cái kẻ này. Một số thì cho rằng là do những cái linh hồn của những người thương nhân đã chết ở trong chiến tranh. Một số thì cho rằng họ là bát tiên đã vượt qua được những cái qua được biển chết và đến đây. Hoặc cũng có người cho rằng là họ là những cái đứa trẻ đang ngồi dưới cái bát thiên thần là sao? Nói chung là đây là một cuốn sách có chứa những cái thông tin về những cái kẻ này này. Kẻ chuyên đi giao dịch đồ cho mình, đồ cho người ở thế giới này. Tại sao trên này có hình của người yêu mình là sao? Wi-Fi, free Wi-Fi. Thế đã free rồi lại còn có cả mật khẩu như thế nào? Ở đây có mạng không dây nhưng tôi không biết liệu mình có thể kết nối được không. Chúng ta lấy điện thoại. Đây. Mật khẩu. Ui. Trời ơi, Kiều Đồng. Thật là kỳ lạ, ở đây có tiền khắp sàn nhà. Chúng ta đã đến rất nhiều nơi siêu nhiên và nơi nào cũng là tiền giấy. Anh thật là ngu ngốc, anh không hiểu cái gì cả. Đây là một cái nơi ma quái, tiền giấy ở khắp nơi. Nó cũng là điều bình thường, nó giống như kiểu tiền thật vậy. Có ma nào cướp được không? Trời ạ. Những cái tấm biển này cũng rất là kỳ lạ, phải chăng có
Là cái chữ Hán giản thể được phổ biến ở đây sao? Tôi bắt đầu đặt nghi vấn khi mà tôi hợp tác với họ. Trời ơi, kiểu đồng vô tri quá, khiến cho Liễu Trạch cũng phải tự đặt câu hỏi. Có gì không? Ok, đây chúng ta cần cái công thức chủ để chúng ta pha cái cà phê này. Ok, trời ạ. Nói chung là ở đây nó là những cái vị, có 5 cái vị. Thì đây chúng ta cần ở đây chúng ta có 3 cái vị. Chụp lại nhá. Ok. Rồi, đây, chúng ta có ở đây rồi. Đầu tiên là chúng ta cần ba này là ba ba đúng không? Thì mình sẽ ghi lên đây. Một này, hai, ba. Đầu tiên là chúng ta cần ba cái để gọi là cái đơn vị đo cân nặng của nước à. Nói chung là chúng ta cần ba cái này. Bây giờ chúng ta sẽ bỏ cái cốc vô đây đo xem. Đo. Ok, nó nặng 1,5, cái cay cay nó nặng 1,5 mà ở đây nó cần 3, thế là chúng ta chỉ cần đổ 2 lần. 2 lần. Đổ 2 lần vô. Tiếp theo là cái để cái đắng này, cái đắng cần 1,5. Đổ cái đắng vô đây. Cái đắng này nặng 1. Thế thì cốc sau mình sẽ vứt một nửa đi. Tiếp theo là cái chua cần 1 thôi. Cần 1 thì ở đây nặng 2, vứt một nửa đi. Đúng rồi. Ok. Đặc tính của nó khá là đặc biệt nên có thể hữu ích được. Đây rồi. Lấy chúng ta là mấy cái cốc này làm gì nữa. À đây, đổ vô đây. Ok. Lắp lại được cái đầu luôn này là sao? Chúng ta đổ cà phê ở đây cho shipper uống à? Hay sao? Ok. Sao nữa? À, chúng ta có dùng cái kéo này. Cái kéo bị mài mỏng đi. Ok. Có gì không? Cái này chọc vô. Đây cho ông bảo vệ uống này. Uống vào là say. Quên lối về luôn. Ok. Thống thủ. Đồng đồng, đây là chuyện riêng của Liễu Trạch nên chúng ta không không nên theo dõi. Cái vị Bồ Tát này có thể được coi là thành viên của họ Vương không? Tại sao không thấy ông ấy bảo vệ tôi và bảo vệ em? Vậy ra cô ấy họ Vương, tên cô ấy là Vương Vương Đồng Đồng. Cô gái này trông không đáng tin lắm. Việc cô ấy sống sót sau khi bị mắc kẹt ở cái thế giới âm dương này, đó là một cái phép lạ kỳ. Thật sự kỳ lạ. Poxa. Anh xin lỗi, anh phải mất một thời gian mới tìm được đường vào. Hãy hỏi tôi một câu ngẫu nhiên. Có một con quái vật khổng lồ đằng sau. Đó chính là đế thính. Nó có thể nhận ra được cái lời nói dối. Nếu mà anh nói dối quá nhiều, nó sẽ ăn chính anh. Anh nhớ rằng không trả lời cũng là nói dối. Trời ạ, trên đời lại có chuyện kỳ lạ như vậy. Thôi được rồi, nếu mà em muốn thì không sao.
Chúng ta thật sự là một cặp sao? Đúng vậy, anh chính là bạn trai của em. Vậy khi mà tôi trở thành dương hồn, có thể là trở thành bình thường á, thì anh có làm hại tôi không? Đó không phải là anh. Và anh không biết tại sao điều này có thể xảy ra với em. Anh thực sự đến đây để cứu tôi sao? Tất nhiên, vì em rất quan trọng đối với anh. Làm sao chúng ta có thể gặp nhau được? Chúng ta gặp nhau trên một cái web hẹn hò, thật là kỳ lạ phải không? Được rồi, anh đừng nói nữa, tôi tin anh. Tôi cần một chút thời gian để mà có thể ngấm được những cái thông tin này. Hãy để tôi được yên. Cô ấy không phải là người quá dễ dàng tin tưởng người khác. Bây giờ có một cái người bạn trai đột ngột xuất hiện ở đây thật sự rất là khó chấp nhận. Hãy để cô ấy được yên lúc này. Nói chung là chúng ta nói thật thì cứ nói cho cô ấy biết thôi. Chúng ta không sợ cả. À, đặt cái này vô đây. Ok. Có những cái bông hoa. Xem thử cái quyển sách tiên đoán này nào. À đây đây đây. Ủa cái gì đây? Ok. Đây ở đây nó có một cái vòng. Trời ạ. À đây đây đây. Cái đỏ đỏ đỏ. Đây chúng ta để theo cái màu đỏ, lấy màu đỏ làm mốc. Rồi. Đây rồi. Cái này thì đây. Ủa? Được chưa? À, cái này sai. Được rồi. Chúng ta lấy được một cái tập giấy. Ok. Tập giấy làm gì? Xem còn cái gì nữa không? Khám phá nốt nào. Đây xem. Liễu Trạch đi xuống cầu thang tối tăm, nhưng cuối cùng lại bị một cánh cửa chặn lại. Lại đánh chuông. Làm sao bây giờ? Có tiên đoán gì không? Không có. Ok. Trời ạ. Bây giờ chúng ta còn phải lấy được cái mật khẩu wifi ở đây. Rõ ràng ghi chữ free. Mẹ. Đây. Đầu tiên là chắc là chúng ta đây có con ngựa này, đồng tiền này, bông hoa. Và cái cuối là cái mẹ gì mình chẳng biết nữa. Nên là nói chung là chúng ta cần tìm ba cái đầu thôi. Cái cuối thì chắc là mình nhìn bừa được. Đầu tiên là con ngựa đi. Con ngựa. Ngựa thì xem nào. Ở ngoài thì hai con ngựa này. Con này không phải con ngựa. 2 với 6 là 8. 8 con ngựa. 8 ngựa. Trời ơi. Đây, 8 con ngựa. Tiếp theo là chúng ta sẽ đến đồng tiền. Đồng tiền ở đây. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26 đồng tiền. Đây ghi này cho nó nhanh. 26 đồng tiền. Tiếp theo là bông hoa. Hoa. Hoa ở đâu? Hoa ở đây. Ôi giời ơi. Nhưng mà không sao.
Vòng hoa này nó sắp xếp thành chữ này. Đây. Đây. Đây là số 7 ở trong tiếng Trung, đây là số 1. Thì ghép lại nó sẽ ra là 71 hoa. Ok. 71 hoa. Cái này chúng ta không cần phải đếm nhé. Cái này hơi khó một xíu. Như vậy cái còn lại thì chắc là tự ở random rồi. Xem nào. Chúng ta có 7 con chữ. Ở đây là 5 con chữ rồi. Ok. Ngựa này. 2, 6, 7, 1. Thử nhá, từ 01 đến 99. 8, 2, 6, 7, 1, 1, 2. Ờ đúng luôn này. Mình thử đến số 12 mọi người ạ. Ok, ngon.来Ủa家anh人们，这里có是你một们anh黑暗小姐chàng唯live一住在stream的à?豹大人啊！Dường như anh chàng này là một anh chàng làm trong cái nhà tang lễ thì phải. Ok, anh chàng này đang kêu gọi, chắc là bán đồ gì đó. Đang livestream bán, chắc bán đồ tang lễ này. Nếu những gì mà Khanh nói là đúng thì mình có thể mua một số đồ vật ở đây. Sau đó đốt chúng có thể biến thành đồ thật. Chắc là nhờ cái anh này đốt này. Lai chi bu hao, Mỗi zhe shou người jia chu trong a, zi trong jia phòng ren, stream tian zi này jia đều ren. là thành viên của tôi. Những cái thành viên này trong cái ngôi nhà chung này đều là người thân của tôi cả. Nếu như có những cái vấn đề liên quan đến cái chết, nhất định phải liên hệ với tôi. Mei chuo. Kiểu vậy á. Ok. Bu luận Cho zhuo dù là piao, tiền ni an giấy li hay bu là ren quan kai, tài hay là miao bình mei minh ge cho quan cốt, sao wo qia. nếu mà bạn mua một cái, tôi sẽ tặng cho bạn một chiếc coi như là món quà. Ok. Kiểu tặng thêm một món quà đi kèm á. Ok, trời ạ. Sì da. Hôm nay là lễ hội Thượng Sao thiên có Tứ. quy kỵ, xa hải có hàng mẫu. Chúng tôi có giảm giá lớn cho những cái gói mua hàng. Ok. Nói chung là ông này đang giảm giá. Nhân cái lễ hội này giảm giá, trời ơi. Thái sư huynh. Rất là đúng. Người xem đang đồng tình với ông này. Ok. Có là mình sẽ mua hàng của ông này này. Mua thì mua lẹ lên đi, đừng bắt tao dịch nữa. Mình tặng 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 tên Cảm ơn vị lửa. gia đình老板刘宇他的Để支thằng持。nào có哎，tiền总长，nạp tiền您donate这cho边接受tao.亲人的遗照，马Ít.上就给亲人送过去啊！Thì 5 quả trứng. Nhiều thì một tên lửa. Nghe rõ chưa? Chúng mày hiểu ý anh nói gì chưa? Nói chung là cái ông chủ phòng stream này đang cảm ơn vì cái donate tên lửa. Xin hãy vui lòng để lại một cái bức ảnh của người thân đã khuất và chúng tôi sẽ giao hàng ngay tức khắc. Cái chủ phòng stream này đợi một lúc, hình như có một cái trợ lý không có mặt ở trong cái phòng stream này đang nói giúp và đang kiểm tra giúp cái thông tin tài khoản của của Liễu Trạch. Ok. Người thân của chúng ta đi sao? Cô ấy thật là xinh đẹp. Nhưng mà chàng trai cũng đẹp trai thật. Nhưng mà tiếc là trời quá là bất công khi đã chia cắt cái đôi cặp đôi này. Ok, cửa hàng của cái anh chàng này thì nằm ở thị trấn Gian Khẩu. Ok. Đây là cái nơi mà có thể kết nối trực tiếp giữa âm và dương. Hãy đốt nó cho người thân của mình ở bờ sông. Ok, và có thể người bên kia sẽ nhận được. Xong chưa? Trời ơi, nhiều chữ thế. À, trời ạ. Mẹ cái chương này nó nhiều chữ thật sự luôn. Điên thế không biết. Một số những cái mặt hàng lớn thì không có ở trong cái gói này. Nhưng mà đừng lo lắng, tôi sẽ đốt bất cứ thứ gì tôi có trước. Sau đó tôi sẽ tặng miễn phí. Coi như là bù đắp cái phần hàng còn thiếu ngày hôm nay. Trời ạ. À. Bảo ông đốt cái gì ông đốt cho mình luôn đi.
chúng ta hãy đi tìm cô ấy. Tôi không biết cô ấy đang ở đâu. Trời ạ. À. Ai. Đây cô ấy đây rồi. Đây cái anh chàng kia thì đốt đồ đây. Liễu Trạch bước vào chùa thì nhìn thấy Đỗ Ngôn Ngôn Tha đang bị chôn vùi bởi cái đống giấy từ trên trời rơi xuống. Anh đã làm gì để mà những cái thứ này rơi xuống chỗ tôi vậy? Tất cả chúng đều được làm bằng giấy. Anh đã nhờ một người khác gửi nó đến đây. Em đừng cử động, nếu không anh sẽ khó bắt kịp được. Là sao? Ê, chúng ta chơi trò xếp hình à? Trời ơi. Còn mình một đồ nữa này. Đây. 10 món. Đây. 9 đây. Chúng ta chơi xếp hình ạ. À. Trời đất. Quỷ thần ơi. Này. Ôi. Ê. Rồi. Ui. Thất bại rồi. Chúng ta cần phải xếp 14 món đồ mọi người ạ. Tại đây. Trời ơi. Ê, ê, ê. Rồi. Cái này thì để vô đây. 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 4. Nào. Ê, ê, ê. Còn mẹ nó chứ. Trời ạ. Xếp này. Trời ơi. Đây. Đặt cái này vô đây. Cái này đặt ở đây. Đặt ở đây. Ê, ê. Con má nó mình không kịp. Rồi. Trời ạ. Bình tĩnh nào. Trời ơi, mình đang hơi quạo nha. Đặt đây xong. Này đặt ở đây. Đây. Đây.
Được rồi, trời ạ. Cuối cùng cũng đã xong rồi, cái phương pháp đốt giấy cho ma mà Mạc Khanh dạy anh thật sự có tác dụng. Anh chỉ muốn tìm kiếm một cái thứ gì đó hữu ích để giúp chúng ta thoát khỏi cái tình thế khó khăn này. Em không giận anh chứ? À, không có tức giận đâu, trời ạ. Không tức giận nhưng mà cái giọng điệu nói nên tất cả rồi, trời ạ. Chị ơi, về với anh đi để em còn end game sớm cái. Em mệt lắm rồi, trời. Cái gì đây? Ngôn Tha nhận ra mình đã vô tình làm phiền tới Đình Đình nên đã lập tức ngậm miệng lại, làm cái động tác khóa miệng. Sau đó rời khỏi cái chùa này. Chạy đi rồi. Chắc Đình Đình này, con quái vật này này. Sau khi mà Đỗ Ngôn Tha cẩn thận bước ra khỏi cửa chùa thì con Đình Đình biến mất sau cái tượng Phật. Nguy hiểm, lần sau nhất định phải cố gắng không được nói chuyện gần với cả cái con quái vật Đình Đình này, nếu không chúng ta sẽ gặp rắc rối. Không biết là cái con này có nghe được những cái lời nói dối để mà có ăn thịt người hay không. Rời khỏi nơi này có chắc là an toàn hay không? Đáng tiếc không có cách nào để mà chúng ta có thể nghiên cứu về cái việc này được, thật là quá nguy hiểm. Thế là chúng ta muốn tìm xem cái con quái vật này rốt cuộc nó như thế nào á. Tại sao những cái đồ vật bằng giấy này lại bị đốt cháy, vẫn hóa thành giấy được? Nó hơi khác so với những cái lời nói của Mạc Khanh. Hay là do môi trường, hay là do yếu tố khác. Tôi phải xem mình có thể sử dụng được cái gì. Một cái tờ tiền đúng không? Một cái thẻ gì đó. Một cái sạc dự phòng. Hết rồi. Sạc dự phòng thì mình sạc ở đây. Sạc đây. Ok. Tiền thì chắc nhét vô đây xem. Đúng rồi. Đây là một cái thẻ đúng hơn. Một cái thẻ. Xong nó đưa cho mình một sấp tiền. À đây, trời ạ. Đây là một cái tấm biển, chắc là giúp chúng ta mở cửa đó. Sau khi vào phòng thì Liễu Trạch ngay lập tức chú ý đến cái dòng chữ ở trên bảng điện tử. Dương hồn và người lạ nên hồi hương chỉ có một. Tức là nghĩa là chỉ có một người có thể rời đi thôi. Kỳ lạ thật. Ngay cả khi cô ấy và cả Vương Kiều Đồng với tư cách là dương hồn vô tình tiến vào nơi này thì ít ra cũng phải có kiểu một người bước ra chứ đúng không nhỉ? Là sao mình chưa rõ cái câu của Liễu Trạch lắm. Đây chính là vấn đề chúng ta cần phải tìm kiếm manh mối. Ok. Trải cắt giấy này. Chúng ta cắt giấy mọi người ạ. Cái gì chúng ta cắt sai. Không đúng. Xem nào, ở đây nó có những cái hình dạng đó. Đây chắc đây chúng ta cần phải cắt một trong ba cái mẫu này. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ cắt mẫu này nhá. Không biết là chúng ta cần phải cắt cả 3 mẫu không hay là chỉ cần một trong 3 thôi. Đây, chụp lại cái mẫu này. Rồi. Không biết là có cần phải cắt một trong 3 không. Xem nào. Ừ.
Đầu tiên là thử cắt chỗ này xem. Chỗ này thử như này. Chỗ này thì cắt như thế này. Đúng chưa? Sai. Thử lần đầu trúng phóc luôn. Đây, chắc đưa cái tờ này cho ông này. Ủa, không có ai à? Hướng dẫn cách tự phục vụ để ngăn chặn những cái linh hồn âm phá rối ở thế giới dương, các linh hồn sống và những cái linh hồn ở dương á, cần phải sử dụng hạn mức thông hành có thể vào thế giới âm dương. Nếu bạn vô tình đến cái địa điểm này mà chưa đăng ký thẻ, hãy vui lòng hủy cái tài khoản của bạn tại đây để đổi hạn ngạch. Để hủy tài khoản, mình sẽ cần gửi thông tin sau một cuốn sách có con dấu của chùa Địa Tạng, một cái tập kinh và một tờ tiền cho vô thường. À, bảo sao trời ạ. Đây là cái đồng tiền, xem. Đây mình dịch ra cái đồng tiền nó tên là niềm vui vô thường á, trời. Đây, đưa tiền cho ông này. Chúng ta có thẻ một cái tờ. Còn đây nữa, đây để đây. Chúng ta cần có cái con dấu của chùa nữa. Ê. À. Đây chúng ta đưa để xin dấu à? À, tránh, tránh. Rồi. Lả lướt dễ dàng. Lả lướt luôn này. Ok. Ê. Ôi trời ạ. À. Đây. Rồi. Rồi. Rồi, rồi, rồi. Sao mà bắt được tao? Chúng mày sao mà bắt được tao đây? Ấy. Rồi. Rồi, được chưa? Được rồi. Trước khi đến gian khẩu, tôi đã tự bói toán cho mình rằng cái chuyến đi này không gặp nguy hiểm gì. Bất cứ cái điều xui xẻo nào cũng có thể chuyển thành vận may. Cái loại âm linh này chỉ có một chút năng lượng âm cũng không thể ngăn cản được mình. Rồi, xin con dấu đây. Còn thiếu gì nữa? Còn thiếu gì nữa? Chưa có gì. Móc cái này ra. Chìa khóa rồi. Ủa? À, chìa khóa một cái này. Đây đây đây, trời ạ. Quên mất, mình đang mệt quá mọi người ạ. Là mình hay quên. Đây ảnh của Ngôn Thai rồi. Ảnh A, ảnh thì đây. Đúng không? À đây, đổ cái này vô đây ạ. Rồi dán vô, đóng dấu mới đóng dấu được. Ok, đây 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 đây, chúng ta cần phải đăng ký cái này chúng ta mới vào được đúng không?
Đây đây đây. Lại là số Trung Quốc phồn thể ạ. Trời ơi, sao nó mệt dữ vậy trời. Liễu Trạch định quay người đi thì thấy Mạc Khanh hoảng sợ chạy vào. Họ bị bắt đi rồi. Trời ơi, cái gì Hoàng vậy? trưởng, Bình tĩnh nào. Anh đang nói về người con gái của tôi và cả Tiểu Vương đúng không? Ai ai đã bắt họ và họ đã đi đâu? Một kẻ lang Khanh đi băm đâu mà? đã bắt họ đi ở tầng hầm của cái chùa đấy. Tôi không thể mở cánh cửa đó. Biết gì? Đừng lo lắng, chúng ta sẽ cùng nhau đến đó, chúng ta có thể mở cửa được. Đây. Mạc Khanh không đi theo, có vẻ như đường đến chùa Địa Tạng của chúng ta có vẻ khác nhau. Kiểu cách thức mở cửa, tại vì Mạc Khanh chưa từng mở cửa đến cái chùa này, nên chắc là cũng khá là gian nan. Mình sẽ mở cửa trước. Đâu xem nào. Xem nào. Đầu tiên là số 1. Số 1 ở vị trí này. Số 2, số 2 ở vị trí này. Số 3 đâu? Số 3 ở vị trí này. Số 4. Số 4 là ở vị trí này. Thứ 5 là đây, cuối cùng là thứ 6 đây. Được rồi, mở rồi. Ôi giời ơi. Chương 3 có tên là Thính Vọng. Ok. Để mà xem rằng là hai cô gái của chúng ta đã đi đâu và đang gặp phải chuyện gì thì chúng ta đến cùng đến với chương 4 nhá. Chương 3 kết thúc rồi. Nếu như mọi người thấy hay thì đừng quên để cho mình một like, một subscribe nhá. Hẹn gặp lại mọi người tại chương 4 của Aquis giấy. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Chúc mọi người có một ngày vui vẻ nhá. Bye bye. Chương 3 bắt đầu khó rồi mọi người ạ. Nó khó hơn hẳn hai chương trước. Kiểu nó vừa khó mà nó vừa dài á. Dịch nó cũng hơi khó hiểu. Nhưng mà không sao. Còn hai chương cuối chiến nốt thôi. Bye bye mọi người.